Hiện tại trong lúc này, thêm một trận mưa bão mới nữa đang xảy ra nhiều chỗ trên Hoa Kỳ. Nó đang đánh xuống chỗ này, bị rất là nặng nề. Đây là ngay một thành phố nhỏ tên là Grand Island, nằm ở bên Missouri. Nguyên cái khu chỗ này, đây là cái chỗ bị hư hại rất là nhiều những cái cửa kiến của xe ở đây bị bể hết hoàn toàn ngay khu chỗ này hiện tại nó đang rất là im lặng tại vì những người ở đây đã đi tới chỗ khác kiếm chỗ để xeo tờ rồi tạm trú đa số là những cái nhà ở đây không có thể nào ở được trong lúc này có nhiều căn nhà ở đây là tan tành hết không còn nữa vào buổi sáng ngày hôm nay mưa bão đang nhiều chỗ xảy ra trên hoa kỳ biến trở thành chết người ông thị trưởng bên kentucky nói cho biết ngay kentucky ít nhất là có một người đã bị chết ở chỗ này Nằm ở bên đông nam Missouri, chỗ đó bị tan nát hết, có nhiều nhà cửa không còn nhận ra được nữa. Đó là cơn lốc xoáy cấp 2 EF2 đánh xuống ở đây gió thổi 130 ma một giờ. Cho hư hại nhiều chỗ khác nhau trong thành phố. Cái cơn lốc xoáy này làm ít nhất có 5 người đã bị chết. Rất là nhiều người khác bị thương. Nhà của tôi bị lốc xoáy đánh vô, không biết là có mất hay không nữa. Nó hư hại như thế nào. Lúc đó chúng tôi rất là sợ hãi. Đây là ông thống đốc Mai đã tới chỗ này. Ông ta tới đây nhìn thấy nó hư hại rất là nhiều. Khi mọi người thấy về cái chuyện mà hư hại ở đây, có lẽ là cần vài tuần, vài tháng trở lên mới sửa chữa trở lại. Đây là cái khu Fire Department chỗ chữa lửa. Nó hư hại vậy đó. Hiện tại những người làm chữa lửa chỗ này, họ đang cố gắng dọn dẹp ở đây coi lấy cái gì xài được lại thì xài. Lóc sẽ đánh chỗ này tan tành hết. Mấy xe truck chữa lửa ở đây thì có thể xài tiếp tục nhưng mà đa số những đồ nghề ở đây dằn túa xua hết, mất tầm lâm hết. Cái nóc nhà của cái nhà chữa lửa chỗ này văng lại đằng kia. Ông này và vợ của ổng lúc lốc xế đánh tới, ông ta đã trốn vô cái phòng tắm. Ông ta nói khi lốc xế đánh tới đây, cảm giác giống như một chiếc xe lửa đang đi tới. Cái cặp vợ chồng này thức dậy bởi vì cái điện thoại của họ báo cho biết là lốc xấy đang trên đường đi tới. Đó là vào nửa đêm. Mọi người có thể nghe hết tất cả những cái tiếng này nọ nó đập vô trong cái nhà, rồi nghe cây gãy nữa. Đây là làm cho rất là sợ. Càng ngày những cơn lốc xoáy này nó càng nguy hiểm và chết chóc thêm nữa. Đây là được điện thoại cầm tay của họ đã báo cho biết là có lốc xoáy tới vào ban đêm. Kết cuộc thì đã cứu được họ, tại vì họ nghe như vậy chạy trốn đó. Cũng cứu họ khỏi có bị thương nặng về chuyện này đó là nhắc nhở chúng ta nhớ bật lên những cái app mà của chính phủ đưa ra nói là khi có tình trạng khẩn cấp thì chính phủ sẽ báo đó